29. Phẩm nhiếp thọ. Lúc bấy giờ trong hội trời đế thích vân vân, thiên chúng phạm thiên vương vân vân, trong cõi dục chư thiên và y xá na thần tiên thiên nữ trong cõi sắc, cùng lúc lớn tiếng sướng lên 3 lần, hay thay, hay thay, tôn giả thiện hiện nương thần lực Phật, lấy Phật làm chỗ nương, khéo vì trời người thế gian chúng tôi mà phân biệt khai thị chánh pháp vi diệu, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu có Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này có khả năng làm như nói không xa lìa, thì chúng tôi đối với vị ấy cung kính phụng sự như Phật. Như vậy trong giáo pháp thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, không có pháp có thể nắm bắt được, đó là trong pháp này, không có sắc có thể nắm bắt được, không có thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, không có nhãn xứ có thể nắm bắt được, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, không có sắc xứ có thể nắm bắt được, không có thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được, không có nhãn giới có thể nắm bắt được, không có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có nhĩ giới có thể nắm bắt được, không có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có tĩ giới có thể nắm bắt được, không có hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có thiệt giới có thể nắm bắt được, không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có thân giới có thể nắm bắt được, không có xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có ý giới có thể nắm bắt được, không có pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có địa giới có thể nắm bắt được, không có thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được, không có thánh đế khổ có thể nắm bắt được, không có thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được, không có vô minh có thể nắm bắt được, không có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được, không có cái không nội có thể nắm bắt được, không có cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được. Không có chân như có thể nắm bắt được, không có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ có thể nắm bắt được. Không có bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, không có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được. Không có bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Không có tám giải thoát có thể nắm bắt được. Không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể nắm bắt được. Không có bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Không có pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được. Không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được. Không có 5 loại mắt có thể nắm bắt được. Không có 6 phép thần thông có thể nắm bắt được. Không có 10 lực của Phật có thể nắm bắt được. Không có 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được. Không có pháp không quên mất có thể nắm bắt được. Không có tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được. Không có trí nhất thiết có thể nắm bắt được. Không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Không có tất cả pháp môn đà na ni có thể nắm bắt được. Không có tất cả pháp môn tam ma địa có thể nắm bắt được. Không có dự lưu có thể nắm bắt được. Không có nhất lai bất hoàn a la hán có thể nắm bắt được. Không có dự lưu hướng dự lưu quả có thể nắm bắt được. Không có nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả có thể nắm bắt được. Không có độc giác có thể nắm bắt được. Không có độc giác hướng độc giác quả có thể nắm bắt được. Không có đại bồ tát có thể nắm bắt được. Không có tam hiệu tam phật đà có thể nắm bắt được. Không có pháp của đại bồ tát có thể nắm bắt được. Không có quả vị giác ngộ cao tột có thể nắm bắt được. Không có thanh văn thừa có thể nắm bắt được. Không có độc giác thừa, vô thượng thừa có thể nắm bắt được.
Tuy không có các pháp như vậy có thể nắm bắt được, nhưng có đặt bày ra giáo pháp ba thừa, đó là giáo pháp của thanh văn độc giác vô thượng. Lúc bấy giờ Phật bảo chư thiên tiên vân vân: đúng vậy, như các ông đã nói, ở trong giáo pháp thậm thâm bát nhã ba la mật đa này, tuy không có các pháp sắc vân vân có thể nắm bắt được, nhưng có đặt bày ra giáo pháp của ba thừa. Nếu có Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa này lấy vô sở đắc làm phương tiện, có khả năng nói như làm không lìa nhau, thì thiên tiên các ngươi đối với Bồ Tát ấy nên cung kính phụng sự như Như Lai. Các ngươi nên biết, chẳng phải ngay nơi bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi tất cả pháp môn đà la ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn đà la ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi tất cả pháp môn tam ma địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn tam ma địa có thể đắc Như Lai.
Chẳng phải ngay nơi dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa dự lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi Nhất Lai bất hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai bất hoàn A La Hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa dự lưu hướng dự lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi Nhất Lai hướng Nhất Lai quả bất hoàn hướng bất hoàn quả A La Hán hướng A La Hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa độc giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa độc giác hướng độc giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Tam Miệu Tam Phật Đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp của Đại Bồ Tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi thanh văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thanh văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải ngay nơi độc giác thừa vô thượng thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa độc giác thừa vô thượng thừa có thể đắc Như Lai. Chư thiên tiên, các ngươi nên biết, nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện thì đối với tất cả pháp luôn luôn chuyên cần tu học, đó là học bố thí ba la mật đa, học tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, học cái không nội, học cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, học chân như, học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Học chư thánh đế, học bốn tịnh lự, học bốn vô lượng, bốn định vô sắc, học tám giải thoát, học tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Học bốn niệm trụ, học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, học pháp môn giải thoát không, học pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện, học năm loại mắt, học sáu phép thần thông, học mười lực của Phật, học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, học pháp không quên mất, học tánh luôn luôn xả, học trí nhất thiết, học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, học tất cả pháp môn đà la ni, học tất cả pháp môn tam ma địa, học dự lưu, học nhất lai bất hoàn a la hán, học dự lưu hướng dự lưu quả, học nhất lai hướng nhất lai quả bất hoàn hướng bất hoàn quả a la hán hướng a la hán quả, học độc giác hướng độc giác quả, học Đại Bồ Tát, học Tam Miệu Tam Phật Đà, học pháp của Đại Bồ Tát, học quả vị giác ngộ cao tột, học thanh văn thừa, học độc giác thừa, vô thượng thừa. Đại Bồ Tát học như vậy nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa luôn luôn chuyên nhất tu hành không sao lãng. Vì vậy nên các ngươi đối với Bồ Tát ấy phải nên cung kính phụng sự giống như Như Lai. Các ông nên biết thuở xưa thời Đức Nhiên Đăng Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian, ở đầu ngã tư đường trong thành chúng hoa, thấy Phật Nhiên Đăng ta trải năm cành hoa và xõa tóc trên bùn, cầu nghe pháp vô thượng. Nhờ lấy vô sở đắc làm phương tiện nên được chẳng lìa bố thí ba la mật đa, chẳng lìa tịnh giới ba la mật đa, chẳng lìa an nhẫn ba la mật đa, chẳng lìa tinh tấn ba la mật đa, chẳng lìa tịnh lự ba la mật đa, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, chẳng lìa cái không nội, chẳng lìa cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh.
chẳng lìa chân như, chẳng lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng lìa chư thánh đế, chẳng lìa bốn tịnh lự, chẳng lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng lìa tám giải thoát, chẳng lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng lìa bốn niệm trụ, chẳng lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng lìa pháp môn giải thoát không, chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng lìa năm loại mắt, chẳng lìa sáu phép thần thông, chẳng lìa mười lực của Phật, chẳng lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng lìa pháp không quên mất, chẳng lìa tánh luôn luôn xả, chẳng lìa trí nhất thiết, chẳng lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng lìa tất cả pháp môn đà la ni, chẳng lìa tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng lìa vô lượng Phật pháp khác. Khi ấy Phật Nhiên Đăng liền thọ ký cho ta đắc quả vị giác ngộ cao tột, nói rằng: Thiện nam tử, vào đời vị lai trải qua một vô số đại kiếp, ở trong hiền kiếp thế giới này, ngươi sẽ đắc thành quả Phật hiệu là Năng Tịch Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, minh hành viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trưởng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Giả Phạm. Khi ấy chư thiên tiên vân vân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy rất là hy hữu, khiến các chúng đại Bồ Tát nhanh chóng có thể nhiếp thủ trí nhất thiết trí, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đó là: đối với sắc chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với thọ tưởng hành thức chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với nhãn xứ chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với sắc xứ chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với nhãn giới chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với nhĩ giới, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với tĩ giới, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với thiệt giới, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với thân giới, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với ý giới, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với địa giới, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với thánh đế khổ, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với thánh đế tập diệt đạo, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với vô minh, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với cái không nội, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với chân như, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với bố thí ba la mật đa, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với bốn tịnh lự, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với tám giải thoát, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với bốn niệm trụ, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện.
đối với pháp môn giải thoát không chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với năm loại mắt chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với sáu phép thần thông chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với 10 lực của Phật chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với pháp không quên mất chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với tánh luôn luôn xả chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với trí nhất thiết chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với tất cả pháp môn đà la ni chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với tất cả pháp môn tam ma địa chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với dự lưu chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với nhất lai hướng nhất lai quả bất hoàn hướng bất hoàn quả a la hán hướng a la hán quả chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với độc giác chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với độc giác hướng độc giác quả chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với đại bồ tát chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với tam miệu tam phật đà chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với pháp của đại bồ tát chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với quả vị giác ngộ cao tột chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với thanh văn thừa chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện, đối với độc giác thừa vô thượng thừa chẳng thủ chẳng xả làm phương tiện. Hết quyển thứ 99.